Thưa quý vị, thưa các bạn, Quảng Ninh hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP với 502 sản phẩm. Trong đó có 272 sản phẩm được xếp hạng từ 3 đến 5 sao. Toàn tỉnh có 31 điểm cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Phát triển bền vững sản phẩm OCOP đang là hướng đi phù hợp để Quảng Ninh phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh đã và đang phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương khi phát triển bền vững sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP với 502 sản phẩm dẫn đầu cả nước. Trong đó, nhiều sản phẩm OCOP được người tiêu dùng yêu thích. Để phát triển hệ thống, thúc đẩy mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, khai thác lợi thế của các địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đây là một cái kỳ hội chợ OCOP và thường niên của tỉnh Quảng Ninh, và qua đây thì các cái doanh nghiệp sẽ trao đổi kinh nghiệm và học tập để nâng cao về cái mẫu mã, bao bì, chất lượng sản phẩm để có những rút ra để tiến tới đưa cái hoạt động sản xuất của doanh nghiệp sẽ được nâng cao hơn, và cái sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh cũng như là các tỉnh thành sẽ không những được tiêu thụ trong cái thị trường trong nước mà có thể là tiến tới sẽ tiêu thụ trên toàn quốc và thế giới. Quảng Ninh sở hữu vùng sản xuất nông sản khá dồi dào với 14 vùng trồng cây ăn quả cho sản lượng khoảng 4.500 tấn một năm, sản lượng khai thác thủy sản trung bình hàng năm đạt trên 145.000 tấn. Tỉnh cũng đã quy hoạch 17 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, có 3 cơ sở đóng gói hoa quả tươi, 9 công ty xuất khẩu thủy sản đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Với nguồn nguyên liệu nông sản dồi dào, Quảng Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, giải phóng mặt bằng, tạo vùng nguyên liệu, có cơ chế chính sách, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất. Với nhiều sản vật, đặc sản mang tính vùng miền độc đáo, tận dụng lợi thế này, tỉnh luôn chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm gắn với lợi thế bản địa, từ đó thúc đẩy kết nối thị trường, tạo sự phát triển bền vững cho từng sản phẩm OCOP. Thực sự là chúng tôi cũng đã được tham gia hội chợ OCOP nhiều lần. Thì mỗi một lần chúng tôi lại có những cái trải nghiệm và những cái nguồn khách hàng khác nhau. Tại vì là chúng tôi đem cái sản phẩm mình trực tiếp sản xuất đến hội chợ OCOP này và giới thiệu với người tiêu dùng. Và đồng thời là trong cái kỳ giới thiệu với người tiêu dùng này thì chúng tôi lại tìm được rất là nhiều đại lý muốn bán cái sản phẩm của chúng tôi về các cái địa phương và các cái tỉnh thành khác. Từ khi cái trào hoa vàng Quy Hoa mà được coi như là các cấp địa phương cũng như các sở ban ngành của sở hướng dẫn cho công tác để làm cái đưa cái sản phẩm ấy lên sản phẩm OCOP, thì đơn vị chúng tôi là trà hoa vàng Quy Hoa thì khi đi hội chợ này thì coi như là thấy là coi như là cái mọi người là rất là ủng hộ đấy. Cái thị trường ấy thì từ khi mà tôi đưa sản phẩm ra thì nhiều người biết đến, mà cái hiệu quả thì rất tốt. Sau mỗi một lần đi hội chợ này thì cái giá trị cái sản phẩm tôi bán ra thị trường lại tăng lên rất là nhiều. Để các sản phẩm OCOP phát triển bền vững, hiệu quả, nhiều sản phẩm OCOP đã được đưa vào các hệ thống phân phối trong và ngoài tỉnh, tham gia các hội chợ thương mại, hội chợ OCOP. Và từ năm 2021, hội chợ OCOP tỉnh Quảng Ninh đã gắn liền với các sàn giao dịch thương mại điện tử qua hình thức bán hàng trực tuyến đến tận tay người tiêu dùng. Trung tâm đã triển khai phối hợp với các đơn vị chức năng và xây dựng một cái trang thương mại điện tử tức là ocopquangninh.com.vn. Hiện tại thì trang thương mại điện tử đã đi vào hoạt động và đưa lên sàn được gần 300 sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh, và trong tương lai tới thì cái sàn thương mại điện tử sẽ mở rộng nhiều kênh buôn bán và phân quyền đến cho các cái doanh nghiệp sản xuất hàng hóa để làm sao đưa sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh được đi ra thế giới. Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục coi trọng việc chuyển giao và ứng dụng tiến bộ công nghệ trong sản xuất, chế biến sản phẩm OCOP, thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, thiết kế tem nhãn, bao bì, mã số, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, tăng cường hỗ trợ các cơ sở, chủ thể OCOP phát triển, hoàn thiện sản phẩm và chuẩn hóa hồ sơ, tạo điều kiện đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống kênh phân phối hiện đại, các hệ thống bán lẻ và các điểm phân phối, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm thông qua các phương tiện truyền thông, tăng cường kết nối giao lưu tại các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh, từ đó nâng cao sức cạnh tranh và giá trị kinh tế của các sản phẩm OCOP.